Xin kính chào quý vị khán giả, và tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống chung với bệnh đái tháo đường ngày hôm nay. Thưa quý vị, ăn uống, tập luyện hay là nhu cầu về giấc ngủ, đó là những nhu cầu rất bình thường của mỗi con người. Và nếu như chúng ta có một giấc ngủ tốt thì chắc chắn rằng sự mệt mỏi và những khó chịu của một ngày trôi qua sẽ được tiêu đi hết. Thế nhưng mà đối với người bệnh đái tháo đường thì chứng mất ngủ lại thường xuyên gặp phải. Và gần đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi của quý vị khán giả, những bức thư gửi đến cho chương trình hỏi lý do rằng tại sao những người bệnh đái tháo đường lại hay mất ngủ như vậy. Để giải đáp cho chương trình này cũng như là những thắc mắc của quý vị khán giả gửi tới thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, quản trị website đái tháo đường.vn. Xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống chung với bệnh đái tháo đường. Người ta thường nói là ăn được hay là ngủ được thì đấy là những người mà sướng nhất trên đời. Vậy theo bác sĩ, nếu như chúng ta đưa ra một khái niệm là ăn được và ngủ được thì như thế nào thì là một giấc ngủ ngon và như thế nào là một giấc ngủ tốt để có thể đem lại cho con người một sức khỏe, một sự cường tráng và một sự dẻo dai cho một ngày làm việc ngày hôm sau? Nếu mà chúng ta có một cái giấc ngủ ngon thì sau một cái đêm ngủ như vậy thì có thể chúng ta cảm thấy nó thoải mái, chúng ta muốn thức dậy, chúng ta không muốn nằm ở đấy nữa và chúng ta có thể là đầu óc nó hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng cho một ngày mới. Cái quan trọng là cái sự thoải mái sau khi ngủ. Đấy là đảm bảo là chúng ta có một cái chất lượng ngủ tốt. Tức là khi chúng ta tỉnh dậy chúng ta cảm thấy vô cùng khoan khoái đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Xin hỏi bác sĩ là tối qua bác sĩ ngủ thế nào ạ? Vâng, tối qua ngủ khá tốt ạ. Vâng. Và ngày hôm nay thì gương mặt rất là rạng rỡ đúng không ạ? Vâng. Xin được hỏi thêm là với cái quy tắc mà như nhà bác sĩ vừa chia sẻ, tức là cảm thấy rằng một ngày hôm sau chúng ta ngủ dậy mà thoải mái, thì việc này là áp dụng cho mọi lứa tuổi, từ trẻ con đến người già đều cảm giác thấy như vậy hay là có sự khác biệt gì hay không ạ? Cái trạng thái thoải mái sau khi ngủ nó nói lên cái chất lượng giấc ngủ, và tất cả mọi đối tượng đều chúng ta đều tính theo cái cách như vậy. Chúng ta tức là đo đếm bằng cái sự thoải mái sau khi ngủ. Còn nếu mà chúng ta muốn thực sự số hóa nó ra thì Hiệp hội Ung thư Mỹ người ta điều tra trên 1 triệu người thì người ta thấy rằng là như thế này: với đa phần mọi người ngủ 7 cho đến 8 tiếng trong một ngày thế là đủ và là tốt. Còn những cái người mà ngủ dưới 4-5 tiếng một ngày thì đấy là ngủ ngắn, và những người ngủ trên 9 giờ trong một ngày thì là ngủ dài. Cả ngủ ngắn và cả ngủ dài đều là có không tốt cho sức khỏe. Theo tôi nghĩ thế ạ, với một số những trường hợp đặc biệt thì theo nhịp sinh học của họ thì có lẽ là 1 tiếng hay 2 tiếng hay thậm chí là 3-4 tiếng đối với họ không quan trọng. Mà nhiều khi có những người ta ngủ có 2 tiếng đồng hồ trong một ngày, nhưng ngày hôm sau người ta vẫn có một cái sức khỏe dẻo dai, người ta làm đúng không ạ? Vâng. Những trường hợp như vậy không biết là bác sĩ có gặp bao giờ không? Chúng ta vẫn được biết đến câu chuyện của Napoleon. Napoleon một ngày chỉ ngủ có 2 tiếng thôi, một đêm ngủ có 2 tiếng thôi. Vâng. Nhưng ông vẫn là một người rất là minh mẫn, rất là tài năng đúng không ạ? Vâng. Thế thì cái tiêu chí quan trọng nhất, cái trạng thái thoải mái sau khi chúng ta nằm ngủ. Vâng. Chứ không phải là cái đo đếm cái số giờ ngủ. Khi mà chúng ta thiếu ngủ hoặc là chúng ta mất ngủ thì cái dạ dày lại tiết ra một cái loại hormone nó tên là ghrelin. Cái hormone này nó làm cho người ta có cái cảm giác là thèm ăn và đói. Chính vì thế mà khi người ta mất ngủ thường người ta lại hay thích ăn. Và cái việc hay ăn thích ăn nó thể hiện là cái sau này ở một cái chỗ là gì, là người ta dễ bị thừa cân và béo phì, và nó cũng là một cái trạng thái mà thể hiện cái sự căng thẳng và làm cho người ta dễ có khả năng mắc bệnh đái tháo đường. Tôi đã thấy mối quan hệ khá là mật thiết giữa mất ngủ với bệnh đái tháo đường. Mất ngủ có thể gây ra bệnh đái tháo đường nếu như mà cái tình trạng mất ngủ này kéo dài trong một thời gian. Nhưng ngược lại, vì sao người bệnh đái tháo đường lại hay mất ngủ ạ? Nó có khá nhiều các cái nguyên nhân đặc thù. Ví dụ như là ở những cái giai đoạn người ta có cái đường máu nó cao và đường nó thoát ra nhiều nước tiểu và nó dẫn đến cái chứng là mình phải đi tiểu đêm đặc vật. Và vì cái việc mình cứ phải dậy đi tiểu đêm mà chúng ta làm cho cản trở cái giấc ngủ và chúng ta phải thức dậy. Ngược lại với cả trường đường máu cao thì chúng ta lại có những tình trạng là bị hạ đường huyết thấp, tức là chúng ta đang ngủ có khi là nó kích thích dạ dày gây ra đói cồn cào và chúng ta phải dậy, chúng ta phải ăn để xử lý cái cơn hạ đường huyết. Thì đấy cũng là nó làm gián đoạn cho giấc ngủ. Cái thứ ba nữa, ở những người đái tháo đường lâu năm dài thì chúng ta có thể mắc những cái biến chứng về thần kinh. Và biến chứng thần kinh thì nó sẽ gây ra một số những cái trạng thái, ví dụ như là tê đau này, tê buốt này. Ngoài ra thì người tiểu đường có thể là
dùng thêm các cái thuốc, ví dụ như là người ta dùng các thuốc hạ áp. Thuốc hạ huyết áp thì nó cũng có một cái tác dụng là nó làm cho cái chứng gọi là dị cảm ở đầu chi. Chúng ta cứ tê ở các cái đầu ngón chân, ngón tay và nó làm cho chúng ta cũng cảm thấy như là khó ngủ. Một trong những nguyên nhân nữa mà tôi thấy cũng người ta không nói ra, tại vì vấn đề này nó khá là tế nhị. Nhưng mà tôi biết là nó cũng là một cái lý do mà khiến người ta mất ngủ. Có những người trẻ hơn, ví dụ chẳng hạn, thì là người ta lại mất cái khả năng mà có cái chất lượng sinh hoạt tình dục tốt. Thì chúng ta đều biết rằng là cái việc sinh hoạt tình dục nó cũng là một cái đưa đến một cái giấc ngủ tự nhiên rất là tốt. Và chính vì người tiểu đường là có thể là một lý do nào đó mà lười biếng sinh hoạt tình dục thì cũng làm cho cái lý do người ta vào giấc ngủ nó khó khăn hơn. Như thế thì tôi thấy đã liệt kê được rất là nhiều những cái nguyên nhân mà giải thích lý do vì sao người bệnh đái tháo đường lại mắc chứng mất ngủ nhiều như vậy. Và một trong những câu hỏi gửi tới tâm sự với chương trình sẽ được chúng tôi gửi tới bác sĩ ngay bây giờ, và cũng xin nhờ bác sĩ tư vấn cụ thể cho bệnh nhân này. Kính gửi chương trình Sống Chung với Đái Tháo Đường. Tôi mắc đái tháo đường 6 năm nay, tôi kiểm soát đường huyết được và ăn uống ngủ được. Nhưng không hiểu sao một đêm đầu tháng 5, tôi lên giường đi ngủ mà cứ trằn trọc mãi không vào được giấc. Và suốt đêm hôm đó thì tôi cứ trong mắt nhìn trần nhà, chân thì bị tê như là có kiến bò. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem là đầu hôm có ăn uống gì lạ hay không, nhưng mà không thấy, tôi lại chuyển sang nghĩ hướng khác. Rồi thức cho đến sáng. Tưởng là chỉ mất ngủ một đêm thôi, nhưng nào ngờ tình trạng ấy vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận bây giờ. Tôi và gia đình trở nên hoang mang, lo lắng. Chứng mất ngủ hành hạ thể xác tôi ghê gớm lắm. Chỉ hơn một tháng tôi đã gầy rộc hẳn đi, mắt bị thâm quầng, mặt quắt lại và hốc hác, vô hồn. Tôi cảm thấy sinh lực trong người trở nên dịu dạo. Tôi định mua thuốc ngủ về uống, nhưng không biết là nó có ảnh hưởng gì đến việc kiểm soát đường huyết hay không. Và hôm nay thì tôi quyết định viết thư hỏi chương trình, vì sao tôi lại mắc chứng mất ngủ, khó ngủ đến như vậy? Tôi phải làm gì để khắc phục tình trạng này? Xin cảm ơn chương trình. Đây là vấn đề mà chúng ta cũng vừa bàn luận những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng mất ngủ. Nhưng mà có lẽ là bệnh nhân này tôi nghĩ là một tháng vừa rồi là họ đã bị cái tình trạng đó. Cũng xin bác sĩ giải thích kỹ hơn và chia sẻ với những cái hình thức để có thể là giúp người bệnh này trả lời được câu hỏi mà họ vẫn còn đang băn khoăn. Vâng, cái mấu chốt ở bệnh nhân này có thể là do cái tình trạng tê đau ở dưới chân mà làm người ta cản trở mất ngủ. Và khi người ta mất ngủ thì người ta sẽ cảm thấy nó bạc nhược cơ thể và sức khỏe nó xuống rất là nhanh như vậy. Vậy thì ở đây thì chúng ta có thể là phải đi khám và tìm hiểu xem là cái tê đau ở chân đấy là do cái biến chứng gì. Mặc dù là bệnh nhân đấy điều trị tốt, nhưng mà hiện nay tốt, nhưng mà trước đấy có thể là nó không tốt. Hoặc là cái thời gian mắc bệnh từ cái chẩn đoán, nhưng mà trước đó đã có rồi, do đó người ta cũng có thể có cái biến chứng thần kinh do đái tháo đường. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn phải đi xem là các cái tình trạng về tưới máu, tức là cái mạch máu xuống dưới chân đấy nó có bị hẹp, bị tắc hay không mà dẫn đến cái chuyện mà nó tê đau như vậy. Tôi thường thấy như thế này, và cũng như là rất nhiều những cái lần mà bác sĩ chia sẻ, đó là cái giai đoạn đầu tiên mà khi mà người bệnh mới phát hiện ra bệnh đái tháo đường thì họ sẽ mắc phải một cái stress, cái trầm cảm và họ lo lắng về bệnh tật. Nhưng mà qua một thời gian thì cũng có những người mà người ta cải thiện rất tốt cái tình trạng này, tức là người ta vui vẻ trở lại, người ta lạc quan lại. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mà khi mà các biến chứng lại bắt đầu tiếp tục tấn công họ thì họ lại trở nên lo lắng và lại mắc vào một cái cơn trầm cảm như vậy. Như vậy, tức là nó cứ theo một cái quy luật nào đấy và theo cả thời gian nữa. Và đến đi cùng với cái thời gian đó là gì? Đó là biến chứng xuất hiện đi kèm với việc là bệnh nhân đái tháo đường bị đa bệnh lý và họ phải sử dụng rất nhiều thuốc. Ví dụ như trường hợp của bệnh nhân này chẳng hạn thì họ tâm sự rằng họ rất lo lắng nếu như mà họ muốn uống cái viên thuốc ngủ chẳng hạn. Vậy thì đối với người bệnh đái tháo đường khi mà đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc, đặc biệt cả những cái thuốc mà điều trị bệnh đái tháo đường nữa, mà nếu như họ mắc một chứng mất ngủ mà lâu dài như vậy thì cái việc sử dụng thuốc đối với họ như thế nào? Có nên dùng thuốc ngủ hay không? Vâng, ở trong trường hợp của bệnh nhân này thì tôi nghĩ rằng là bệnh nhân cần phải dùng thuốc rồi. Vâng, tại vì là cái việc mất ngủ nó làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe thì chúng ta cần phải dùng thuốc.
Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là kết hợp thêm các cái biện pháp khác. Đấy là chúng ta có thể là sử dụng các cái phương pháp để thư giãn hoặc là tạo ra môi trường ngủ. Bên cạnh đó thì tôi hỏi thêm ạ, là người bệnh đái tháo đường cũng lo lắng một chút về những cái tác dụng phụ mà những cái loại thuốc ngủ mang lại cho họ, có ảnh hưởng như thế nào đối với bệnh đái tháo đường, thì bác sĩ cũng phân tích thêm để cho người bệnh có biết trước để có thể lường trước được, và khi mà họ gặp phải những cái triệu chứng do những cái tác dụng phụ đó thì họ có thể hiểu rằng đây là tác dụng phụ của thuốc. Cái sợ nhất của cái khi chúng ta dùng thuốc ngủ ấy là chúng ta dần dần chúng ta lệ thuộc vào nó. Chúng ta cứ phải uống cái viên thuốc đó thì chúng ta mới ngủ. Thậm chí là khi mà đến cái cơ thể nó quen với cái thuốc ấy, thì chúng ta có uống cũng vẫn cứ bị mất ngủ. Đấy là gọi là nhờn thuốc. Vâng, gọi là nhờn thuốc, hay nói nôm na là như vậy. Và cái thuốc ngủ thì một số những trường hợp thì khi mà ta dùng ấy thì nó lại có những hiệu chứng gần như là bật lại. Ví dụ các cái thuốc an thần đáng lẽ làm chúng ta chấn tĩnh đỡ lo âu thì có cái nhiều người lại bị là lo âu nhiều hơn. Thì đấy là một số những cái tác dụng phụ của cái thuốc ngủ nó gây ra như vậy. Nếu như tình trạng mất ngủ này kéo dài triền miên đối với một người bệnh đái tháo đường, có thể là mới mắc đái tháo đường hoặc có thể là một người bệnh đã mắc đái tháo đường lâu năm, thì cái gì sẽ đến với họ? Cái chức năng thần kinh chúng ta bị suy giảm. Vâng. Chúng ta giảm trí nhớ, giảm tập trung, chúng ta cảm giác ể oải, chúng ta thấy mệt mỏi. Và sau nữa là một tình trạng, nó là một cái tình trạng bất ổn và nó là một stress mãn tính. Và tất cả những điều đó thì nó lại ảnh hưởng trở lại đến cái việc quản lý đường máu tốt. Vâng. Đúng không? Đường máu không tốt, không ổn định, rồi huyết áp nó sẽ khó kiểm soát hơn. Và điều đấy nó sẽ làm cho cái tỷ lệ mà biến chứng tim mạch, rồi trầm cảm, tử vong nó tăng lên. Vâng. Thì cái điều đấy tưởng là nhỏ nhỏ thế thôi nhưng mà nó cứ tích góp dần dần và rõ ràng nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Vâng, với những phân tích vừa rồi thì phần nào đã lý giải được câu chuyện của người bệnh đái tháo đường mà chúng tôi ghi lại được. Xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi. Đây là ngày thứ 5, người phụ nữ 43 tuổi này phải nằm điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia. Thế hồi họ phát hiện ra bệnh chị bệnh gì? Phát hiện ra là bị bệnh tiểu đường. Phát hiện ra tiểu đường. Từ khi biết mình mắc đái tháo đường, chị luôn có tâm trạng lo lắng và mất ngủ triền miên. Và theo bác sĩ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến chị bị bệnh trầm cảm như hiện nay. Tôi đi chữa rất là nhiều nơi rồi nhưng mà không khỏi, nên là tôi phải có một người bạn giới thiệu tôi ra đây và tôi ra đây để chữa bệnh đái đường và bệnh trầm cảm. Chị mới phát hiện một cái bệnh đầu tiên, đó là bệnh đái tháo của cơ thể, đó là bệnh đái tháo đường, được trong một năm. Thì tâm lý chung của người bệnh là sau khi bị phát hiện một bệnh mãn tính trong cơ thể thì dù có được điều trị thỏa đáng nhưng mà người bệnh vẫn có phản ứng tâm lý là lo lắng nhất định, và sau 5 tháng thì hậu quả bắt đầu xuất hiện là bệnh nhân bắt đầu có xuất hiện các triệu chứng của lo nhiều hơn, bệnh nhân có những dấu hiệu trầm cảm. Được bác sĩ tư vấn, chị hiểu rằng điều trị bệnh đái tháo đường và bệnh trầm cảm là một quá trình dài. Ngoài sự giúp đỡ của các y bác sĩ, việc điều trị bệnh có hiệu quả hay không còn đòi hỏi người bệnh có một nghị lực vượt qua rào cản của bệnh tật. Từ đó chị đã bình tâm hơn, tự tin hơn để tham gia vào quá trình điều trị. Hy vọng một ngày không xa, chị sẽ trở về với cuộc sống đời thường. Chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: nhồi máu cơ tim, suy thận, giảm thị lực, suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới. TDK kết hợp từ 7 thảo dược quý hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường. TDK giúp hạ đường huyết và cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa biến chứng tim mạch và biến chứng thần kinh ngoại biên do bệnh tiểu đường gây ra. TDK ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng. TDK ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng. Còn một câu hỏi này nữa, tôi cũng xin được hỏi thêm đối với một số những người bệnh đái tháo đường có thể tiếp 1 hoặc tiếp 2, nhưng mà là những người trẻ tuổi, tức là vẫn còn đang tham gia công tác chưa về hưu ạ,
thì họ lại bị một triệu chứng như thế này. Tức là họ nhiều khi họ suy nghĩ rằng là nếu như cả tuần đấy họ mất ngủ rồi hoặc là ngủ rất là ít thì họ sẽ dành những ngày cuối tuần để ngủ bù. Chẳng hạn thậm chí những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật họ ngủ tới 8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ. Có những người ngủ cả ngày luôn. Và họ cho rằng đấy là một cái sự gọi là nạp lại năng lượng sau một cái tuần làm việc căng thẳng. Bác sĩ nghĩ sao về cái cách thức mà họ duy trì sức khỏe của mình? Vâng, về vấn đề về vệ sinh giấc ngủ thì một trong cái mà người ta khuyên về yếu tố cơ bản là gì? Chúng ta dù là chúng ta mất ngủ nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng tạo ra được một cái nhịp thức ngủ nó ổn định. Ví dụ như là 9 giờ, 10 giờ hoặc là 11 giờ, 12 giờ tùy từng người. Đến giờ đấy là phải vào cái môi trường để có thể sẵn sàng ngủ được. Chúng ta không nên là ví dụ như ta làm quá đi xong rồi ngày hôm sau chúng ta ngủ bù. Và cái việc đấy lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái rối loạn giấc ngủ. Và đấy là chúng ta ngăn ngừa cái trạng thái mất ngủ từ trước. Tôi thấy một số nơi thì người ta dành những cái lớp học chuyên biệt cho những cái người mất ngủ, chẳng hạn như các bài tập ngắn yoga. Phương pháp này thì có lẽ là rất phù hợp đối với những người lớn tuổi mà mắc đái tháo đường đúng không ạ? Vâng đúng, nhiều bệnh nhân của tôi là bây giờ là người ta cố gắng bảo vệ sức khỏe, tự bảo vệ sức khỏe bằng cách là đến các cái lớp tập yoga. Rất là chúng ta không cần phải tập quá nặng như những người trẻ, mà chúng ta tập những bài tập nhẹ và chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái tập thiền, tập thở theo cái nhịp bốn thở, tập trung vào hơi thở, điều khiển hơi thở. Thì những trường hợp, rất nhiều trường hợp là người ta giải quyết được cái bệnh mất ngủ người ta nhờ vào cái phương pháp tập yoga. Vâng, có một cái liệu pháp nữa là một số người áp dụng cho phương pháp dân gian, đó là chẳng hạn như là mua sen về ninh để nấu chè này, rồi là ăn những cái loại thực phẩm để có thể dễ ngủ hơn này, như họ hay chia sẻ là búp đa rồi rất là nhiều thứ để có thể giúp được họ tìm thấy cái giấc ngủ ngon cho mình. Vậy thì cái phương pháp này kết hợp với cả luyện tập nữa chắc chắn là một phần nào đấy cũng cải thiện được tình trạng mất ngủ của họ đúng không ạ? Vâng, để cho chúng ta có một cái chất lượng và ngủ tốt này, ví dụ chúng ta phải tạo ra cái môi trường ngủ tốt. Dạ. Chúng ta ví dụ như là cũng có thể dùng một cái số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi ngủ. Với người đái tháo đường thì cần phải có một số những cái khác nữa, ví dụ như là người ta không để coi như là bị cái cơn đói làm chúng ta khó ngủ. Ngoài ra thì dường như là một chút cái đồ ngọt trước khi mà chúng ta lên giường ngủ thì nó một tí rồi ngọt đúng không? Vâng, thì nó lại làm cho não chúng ta nó có cái trạng thái dễ là thỏa mãn và nó dễ ngủ hơn. Vâng. Ví dụ như người ta có thể uống một nửa ly sữa nóng này, hoặc là ăn một mẩu kẹo sô cô la trước khi ngủ, thì dường như cái cách đó làm cho người ta dễ ngủ hơn. Thì đấy là một số những cái tiểu xảo rất là nhỏ. Người ta thì thường hay nói một câu như thế này là ăn được ngủ được thì là tiên, mà không ăn được, không ngủ được thì là mất tiền, nhưng mà vẫn thêm lo. Đây là cái câu mà cụ vẫn hay nói đấy ạ. Có lẽ là để minh chứng rõ hơn về điều này thì tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi một câu chuyện ngay sau đây. Tôi nhớ lại năm thứ tư khoảng vào tháng 8 hay tháng 9 năm 94. Thì tôi bắt đầu kiểu mình thường thường là khoảng 11 giờ thì mình phải ăn trưa. Thế nhưng mà có nhiều khi mình đi phương tiện công cộng nhiều quá, nó thời gian nó kéo lâu quá, thì phải thậm chí về đến nhà khoảng hơn 12 giờ thì bắt đầu mình có cảm giác bị choáng. Choáng thì mình nghĩ là do mình đói. Thì lúc đó là tôi ra khám, thì lúc đó là bác sĩ khám với tôi xong là khẳng định luôn là tôi bị bệnh đái tháo đường type 2. Nghe bác sĩ nói là mình bị bệnh đái tháo đường ấy, type 2 ấy, thì nó rất là hoảng loạn, rất là sợ. Vì cái lúc đó bản thân mình cũng chưa hiểu gì về bệnh đái tháo đường. Nhưng sau gần 20 năm rồi thì tôi mới thấy rằng là khi mà cái căn bệnh mà nó chưa có cái thuốc đặc trị thì bắt buộc mình phải sống chung với nó. Và khi đã xác định để sống chung với căn bệnh này thì cái tinh thần của mình nó rất là thoải mái. Ba cái chế độ bắt buộc phải theo, thứ nhất là ăn uống này, thứ hai là thuốc này, thứ ba là tập thể thao. Bác sĩ ở bệnh viện nội tiết nói với tôi rằng là anh đã bị bệnh đái tháo đường 20 năm mà những cái tim mạch tốt, thận tốt,
Và tôi nghĩ rằng là để mình giữ được một cái sức khỏe thì giấc ngủ nó rất là quan trọng. Và nói thực ra chẳng phải với bệnh nhân nào mà với tất cả mọi người giấc ngủ cũng đều quan trọng. Nhưng mà với những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì nó lại càng trở nên quan trọng hơn. Thế thì như tôi chia sẻ lúc ban đầu là ngoài cái việc là uống thuốc này, ăn uống này, tập tành này, thì cái yếu tố tinh thần giữ vai trò rất là quan trọng. Mình tâm mình có lành, tâm mình có an ấy, thì mọi việc nó đều diễn ra nó rất là hợp với tự nhiên. Thì lúc đó mình không phải suy nghĩ gì cả, không phải suy nghĩ gì cả, thì giấc ngủ nó tự nhiên nó đến. Có lẽ nhiều người thời kỳ đầu biết mình mắc bệnh cũng sẽ lo lắng như thế, hoang mang và hụt hẫng như thế, cũng thấy khó khăn để đối mặt như thế. Nhưng rồi người vượt qua được là người chiến thắng. Chiến thắng để đến bây giờ, cuộc sống của ông không chỉ có nỗi lo của bệnh tật đeo bám, mà còn có niềm vui từ những chuyến ghé thăm bạn bè. Có niềm hạnh phúc trong mắt con trẻ. Có niềm tự hào về một thời ở xứ sở Bạch Dương, tưởng xa mà gần. Tất cả những điều ấy vẫn luôn hiện hữu, chỉ là mỗi người có nhìn thấy và nắm bắt được nó hay không. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mong rằng qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ tìm được một giấc ngủ rất là tốt để hạn chế những biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra cho mình. Và nếu chúng ta ngủ tốt thì cũng là một lý do có thể ngăn chặn được bệnh đái tháo đường đến với mình. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay và mong rằng quý vị luôn luôn đồng hành với chúng tôi trong chương trình Sống chung với bệnh đái tháo đường. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Và chúng tôi, những người làm chương trình, xin gửi một lời chúc sức khỏe tới quý vị và chúc quý vị ngủ ngon.